Bạn sẽ đi qua tháng ngày đau khổ, hiểu được rồi, nhất định sẽ vươn lên. Cuộc sống, nào có hai chữ dễ dàng, vất vả, nhọc lắm, mệt lắm, nhưng bạn không có con đường quay lại tuổi thơ nữa rồi. Nếu không có ai bảo vệ, vậy chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, đến mức không có điểm yếu. Đừng cố gắng thông cảm với bản thân, lúc nào bạn cũng nghĩ ra được lý do biện hộ cho sự lười của mình. Đứng thứ hai có nghĩa bạn là kẻ thua cuộc lớn nhất, chẳng một ai nhớ đến kẻ đứng thứ hai. Người ưu tú vẫn đang cố gắng, đừng nghĩ những người giỏi thì họ nhàn hạ. Trong cuộc sống của người trưởng thành, nào có hai chữ dễ dàng, đấy là cái giá của sự lớn lên. Mẹ nói mệt rồi thì về nhà đi, ba nói ăn gì tốt một chút, đừng ăn khổ, biết nghỉ ngơi đúng lúc để luôn duy trì năng lượng tối ưu. Hãy sống trọn vẹn từng giây, vì không ai biết hôm nay liệu có phải ngày cuối cùng. Những điều tốt đẹp đến với ai tin tưởng, những điều tốt hơn đến với những ai kiên nhẫn, và những điều tốt nhất chỉ đến với người không bỏ cuộc. Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát, nếu bạn biết quay lưng.